Hello, Huỳnh Kha TV, mình đã trở lại đây và xin chào tất cả các bạn luôn nha. Thì bữa nay mình vô nhà thằng bạn anh em, mà mình thấy nhà nó có đồ đủ nhiều lắm, dư luôn nữa. Đó, đây nè, xung quanh nè. Bây giờ mình vô, mình gặp nó, mình kêu nó coi thử có cái món gì đó nó đãi mình ăn uống với các bạn. Tình hình là nãy giờ khát nước quá luôn. Ok, bây giờ mình vô mình tìm nó. Má tình hình lên nhà mày chơi mà sao mày không Đâu có dẫn tao đi ăn uống cái gì? clip nữa Ờ, clip. Có gì ăn không? Sao được, mấy giờ nắng quá sao đây? Nắng quá thì kiếm Khát cái nước gì ăn không? uống. Khát. Có nước gì uống không? Má nói gì vậy? Nói về nước mà nhà mình đầy bạn. Nước gì? Dừa, nhà mình trồng dừa nhiều lắm. Nó trồng dừa. Uống dừa nha. Đằng sau mình có lá dừa bạn thấy không? Bây Rồi. giờ mình sẽ dắt bạn mình đi hái dừa. Rồi dẫn tao đi hái dừa. Ok mấy bạn, bây giờ mình sẽ dắt thằng Huỳnh Kha TV đi hái dừa nhà mình mấy bạn. Dừa đâu? Tại nó lâu lâu lên nhà mình chơi mà kêu nắng khát nước dừa quá. Bây giờ đây nè, thấy cái dừa đằng sau mình mấy bạn thấy không? Đó, mình quay được. Wow, dừa cao mày, dừa cao. Dừa bự nữa. Đó. Nhanh đi, bây giờ Bây giờ than thì nhà mình không có, bây giờ mình sẽ cổng cái thằng Huỳnh Kha TV này leo lên hái dừa các bạn. Rồi, ok. Nhanh. Cuộc đời tôi nó luôn đen, cái số tôi nó luôn xấu, nó xấu y như cái bản mặt của tôi vậy. Tôi không hiểu tại sao tôi làm cái gì thất bại, tôi làm cái gì cũng không thành công. Cuộc đời này sao bất công với tôi quá vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Hãy cho tôi biết tại sao đi mọi người. Mày sao cuộc đời nó điên cái gì? Có đứa. Gì? Sao? Tôi mua mấy bữa giờ trốn chạy em ngủ dậy. Phải không? Dạ. Tao coi thử. Ủa hai tờ số này mua ngày qua không mày? Dạ. Trúng để rồi thử coi. Độc đắc phải không? Em ngủi. 982650 gì đây, 682650 vô năm con gắn hàng luôn, chúng mấy ủi 100 triệu một tờ, 2 tờ 200 triệu. Đúng á, đúng luôn. Mày giờ cậu mình, cậu sẽ dẫn mày đi chơi du lịch tất cả các nơi luôn, ok không? Ok, cầm hai tờ số mình đi đảo chứ tờ ơi. Cái gì nãy giờ tôi ngủ tôi mơ ra đó. Ủa tôi mơ mà tôi tưởng là tôi trúng số thiệt, tôi mừng má luôn rồi, tôi mừng má luôn. Ủa lên trời trời cao không có thâu.